nhằm ngăn chặn tình trạng dùng súng tự chế săn bắn thú rừng và những rủi ro từ súng tự chế có thể xảy ra. Trong những năm qua, Công an huyện Đam Rông đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn huyện giao nộp và thu hồi nhiều loại vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Bằng nhiều biện pháp vận động rộng rãi cũng như vận động cá biệt, Công an huyện Đam Rông đã tập trung tuyên truyền tại những xã vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là các địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Thông qua các hình thức tuyên truyền, vận động, quần chúng đã nâng cao ý thức tự giác giao nộp 120 khẩu súng kíp, trên 65 súng cồn tự chế, hàng trăm dao kiếm tự chế các loại, ống tiếp sắt, đồ chơi nguy hiểm, 72 khẩu súng nhựa, 36 côn gỗ. Trong số này, phần lớn là súng tự chế bắn bằng hơi cồn. Đây là loại súng được chế tạo rất đơn giản từ những ống nước làm bằng nhựa nhưng có độ sát thương cao. Sau khi tiếp nhận, Công an huyện Đam Rông đã tham mưu và thành lập hội đồng tiêu hủy các loại vũ khí và công cụ hỗ trợ bằng hình thức dùng cưa máy cắt nhỏ và đốt dưới hố sâu.